xin chào mình, nhà mình là Ngọc Không Biết TV. Thì ngày hôm nay Ngọc quay trở lại rồi nè, làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại làm thêm một video về kết hợp. Thì đây chính là thành viên nữ cuối cùng trong LOT mà ngày hôm nay Ngọc sẽ vẽ, đó chính là chị Timmy. Thì ngày hôm nay Ngọc sẽ kết hợp chị Timmy với một nhân vật nữ mà Ngọc cực kỳ thích luôn rồi, siêu thích luôn á, đó chính là Sakura Haruno. Đây là một nhân vật có mái tóc màu hồng mà cũng như gọi là có một cái tính cách khá là mạnh mẽ giống như là chị Timmy, nên cho nên là Ngọc quyết định là Ngọc sẽ kết hợp hai người này với nhau. Mọi người thấy có được không nè? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu ngay và luôn một video nào, let's go. Thank you.
Mọi người thì video hôm nay cũng đã dài, video này hay như lại cho ngầm một like, một share và đăng ký, đừng quên ấn vào cái chuông bên cạnh em lần ngầm có video mới nha. Và cũng đừng quên bình luận phía bên dưới hashtag ngầm BTV cũng như là hashtag chị Tim cũng như là hashtag thành viên tiếp theo mà mọi người muốn ngầm vẽ ở trong Hero Team nhé. À và yeah, còn bây giờ thì ngầm xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.